Trại bò Tư Chiến chào quý khách. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2021. Bò về trại gồm có ba bê pháp kem, ba bê cơ bắp. Tháng tuổi của bò tầm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Còn trại bò mình tổng số giờ là có 8 bò lỡ. Còn cái lô kia nhỏ hơn 100. Hôm nay tiếp tục quay một xe nữa, còn có ba bê pháp kem, ba bê cơ bắp. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Chủ cốt bò có xe nhà giao tận nơi quý khách. Trại bò cung cấp đầy đủ các giống bò cho quý khách tha hồ lựa chọn những con giống mà quý khách đã ưa thích. Số Zalo của trại là 0395168767, trại bò Tư Chiến. Một số để quý khách tư vấn nữa là 0979762870. Quý khách có thời gian đến trại xem, chốt giá xong chở giao tận nơi. Còn quý khách không có điều kiện thời gian đi thì chốt giá xong chở giao cũng được. Hoặc mình trại bò mình quay Zalo lại một lần nữa để quý khách xem cụ thể hơn. Quay tổng thể nguyên hình từ phần đầu bằng cần kim vai xương lưng bản đồ cho quý khách xem cụ thể. Bò bê pháp kem ngày mai về nguyên xe bò bê. Ngày mai về là tổng số là 29 chú bò gồm có bò bê pháp kem, bò bê cơ bắp. Ngày mai tiếp tục về một xe nữa. Nguyên lông bò rất là đều. Con nói chà bè xương sóc rất là to. Hai con pháp này, con pháp này là một cặp này chỉ có giá là 55.700.000. Đây. Xương rất là to, đòn dài, lưng đít chà bè có 55.700.000. Con pháp này. Hai con tương tự như nhau luôn, dai thè đít thè xương to đòn dài 55.700.000. Cách đặt số lượng lớn tầm 15, 20, 30, đại bò lúc nào cũng có sẵn trong trại để quý khách chốt. Khách gọi đến Zalo mình quay Zalo trực tiếp cho khách xem, mình báo giá từng con cho khách xem. Con nào mình xịt nước sơn bán đùi mỗi một con số thứ tự riêng cho khách xem để phân biệt. Địa chỉ trại là lộ DT19 gần Quỹ Ban xã Nhuận Phú Tân, đây tỉnh Bến Tre. Trại bò mình trực thuộc lúc nào xe trong nhà có để giao cho khách tận nơi. Hai con ba con cũng giao luôn. Khách từ cánh từ Lâm Đồng, Vũng Tàu, Đà Lạt vô tới Sài Gòn, xuống tới cầu Rạch Miễu, xuống thi thẳng tới cầu Rạch Miễu, xuống trại bò mình là 30 cây. Cánh từ Củ Chi, Đồng Nai, Bình Dương, Long An xuống tới cầu Rạch Miễu, xuống trại bò là 30 cây. Cà Mau, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cao Lãnh, Lấp Vò, Đồng Tháp xuống tới thành phố Vĩnh Long. Xuống thành cao lên bờ chạy thẳng xuống tới cầu Chò Lách, xuống tới trại bò mình là 30 cây. Có xe nhà hai con ba con cũng giao với khách luôn, hai đổ dầu đi. Tổng đồng ngoài bò mình có 8 bò lỡ. Nhưng con nào nói lưng đít chà bè xương rất là to. Cuối video mình cảm ơn quý khách đã suốt thời gian qua đến với trại ủng hộ. Một lần nữa mình cũng xin cảm ơn quý khách đăng ký và theo dõi kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến. Cảm ơn quý khách.